Dương Hậu xin chào quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay từ thiện Nga Bảy đến gia đình của Lê Thị Thị Dung ở Cái Chách, tỉnh Sóc Trăng, mướn nhà trọ ở tại phường Hiệp Thành, thành phố Nga Bảy. Thị Dung mang căn bệnh suy thận và viêm dạ dày. Chồng thì đi làm ở Bình Phước nhưng mà bị mất 3 tháng nay chưa gửi hài cốt về. Dung thì còn hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Là Dung bệnh suy thận mãn. Hôm nay thì cũng được hai nhà hảo tâm, chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ 2 triệu, Việt Phạm ở Ngã Bảy hỗ trợ 200 ngàn và 10 kg gạo. Tại trước ơi, trao 2 triệu 2 và 10 kg gạo cho Thị Dung giúp. Đây 2 triệu 2. 2 triệu 2 và 10 kg gạo. 2 triệu thì của chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ. Diệp Phạm thì 200 ngàn nhà 10 kg gạo. Xin mời Dung. Dạ con lần cảm ơn chị Liên với chị Diệp để giúp đỡ cho gia mẹ con lúc khó khăn. Chồng thì mất không ai thủ hết trơn á. Cố gắng đi ha. Thì như quý vị đã xem, thời sự khó khăn của Dung thì không có người chồng bên cạnh mình hơn, vừa làm cha vừa làm mẹ, đặc biệt là hai đứa con nhỏ sinh mệnh chi thận mãn đang điều trị. Thì hôm nay thì cũng được chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ 2 triệu, Diệp Phạm thì 200 ngàn và 10 kg gạo. Thì qua video này Dương Hậu cũng xin cảm ơn, chúc cho chị Lam Thị Liên sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình. Chúc cho Diệp Phạm luôn trẻ và khỏe đẹp mãi theo thời gian, ủng hộ cho từ thiện Ngã Bảy. Vì quê hương Dương Hậu thì còn nhiều mảnh đời kém may mắn, khó khăn đâu đó. Hy vọng rằng được quý vị sẽ cộng tác giúp cho từ thiện Ngã Bảy quê tôi. Số điện thoại của Dương Hậu 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.